Lễ trao giải thưởng Sao Khuê 2022, giải thưởng uy tín nhất ngành công nghệ thông tin Việt Nam, vinh danh 174 nền tảng số, dịch vụ số, giải pháp số, sản phẩm công nghệ tiên phong, startup số xuất sắc năm 2022. Lễ trao giải được thể hiện đặc biệt tái hiện lịch sử phát triển của ngành công nghệ thông tin với 5 chương: nguồn cội, xuất dương, nền tảng, tiên phong, tinh hoa. Theo dõi trực tiếp lễ công bố và trao giải Sao Khuê 2022 vào lúc 9:30 trên VTC2, tạp chí Nhịp sóng số và các nền tảng Facebook, YouTube của Vinasa.